Xin chào cả nhà, hôm nay em xin chia sẻ cùng với cả nhà cách làm món bánh bắp. Món bánh này làm cũng rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ và cũng rất ngon nữa. Phần nguyên liệu gồm có một trái bắp Mỹ, một trái bắp nếp, một trái ớt sừng không cay, 50g nấm bào ngư, 70g bột chiên giòn và một ít ngò rí cắt nhỏ. Bắp Mỹ và bắp nếp thì em sẽ dùng dao, em sẽ cắt nhỏ phần hạt bắp ra như thế này. Để làm bánh bắp thì cả nhà có thể dùng một trong hai loại bắp. Có thể cả nhà thích thì mình sẽ dùng bắp Mỹ không, hoặc là cả nhà thích bắp nếp thì mình chỉ dùng bắp nếp không thôi cũng được. Tuy nhiên hôm nay thì cả nhà thử làm theo cách của kênh Ghiền Nấu Ăn là cả nhà mix chung hai loại bắp này lại xem như thế nào nha. Đảm bảo với cả nhà là sẽ rất là ngon luôn. Bởi vì phần bắp Mỹ của mình là giòn giòn ngọt ngọt, rồi thêm một ít hạt bắp nếp vào thì rất dẻo và rất thơm. Sau khi tách lấy hạt bắp như thế này thì phần cùi bắp cả nhà nhớ là mình đừng bỏ đi. Cả nhà có thể dùng phần cùi bắp này mình để dành lại mình nấu nước lèo chay cũng rất ngon, rất ngọt. Và đối với nấm bào ngư thì em cũng đem cắt nhỏ như thế này. Kế đến thì em sẽ pha bột chiên giòn. Em cho bột vào trong tô. Và với 70g bột chiên giòn em sẽ dùng là 100ml nước. Và khi cho nước vào hòa tan chung với bột như thế này thì cả nhà nên chia ra làm hai lần nha. Mình cho nước vào từ từ rồi mình khuấy cho bột của mình tan đều. Tránh trường hợp là cho nước vào cùng một lúc thì bột sẽ rất dễ bị óc trâu. Và sau khi mà hòa tan rồi thì cả nhà nhìn nha, hỗn hợp bột chiên giòn của mình là sẽ hơi sánh đặc như thế này. Không quá đặc cũng không quá loãng thì bột như thế này là vừa ngon nha cả nhà. Rồi em cho tiếp vào trong tô bột này là bắp Mỹ nè, bắp nếp, nấm bào ngư và ớt sừng em băm nhỏ em cho vào đây luôn. Phần ớt sừng này thì thật ra không có cay đâu cả nhà. Mình cho vào trong tô bột này một lát nữa thì mình làm thành phẩm bánh bắp của mình sẽ rất là thơm và có một chút màu đỏ cũng rất là đẹp. Rồi em cho luôn ngò rí cắt nhỏ vào. Gia vị cho món bánh bắp thì em chỉ nêm vào đây là một muỗng cà phê hạt nêm chay mà thôi. Bởi vì phần bắp của mình đã rất ngọt rồi cho nên mình không thêm đường vào nữa. Và khi thêm đường vào thì một lát nữa cả nhà đem bánh đi chiên cũng rất là dễ khét. Cả nhà thấy là khi mà mình trộn đều cái hỗn hợp bột và bắp lại với nhau như thế này thì phần bột của mình cảm giác là rất là ít thôi cả nhà. Bởi vì trong món này là phần bột chiên giòn giống như là một nguyên liệu để kết dính thôi. Mình không nên sử dụng bột nhiều quá. Nếu mà mình làm bột nhiều thì một lát nữa cả nhà làm thành phẩm bánh bắp ra là ăn cảm giác bột nhiều lắm, rất là ngán bột. Mà mình không còn cảm nhận được là hạt bắp của mình ngon như thế nào nữa. Cho nên đối với phần bột chiên giòn này thì em sẽ không dùng nhiều. Tiếp theo thì em sẽ chuẩn bị một chảo dầu nóng. Và bây giờ em sẽ múc từng muỗng bánh bắp em thả vào trong chảo dầu để mình chiên nha. Cả nhà sẽ đợi cho miếng bánh bắp đầu tiên bắt đầu hơi se bột lại, hơi ráo mặt một chút nha. Thì sau đó mình mới múc tiếp một muỗng bánh bắp mình cho tiếp vào đây để chiên. Tránh trường hợp là bột của mình còn hơi nhão thì sẽ dính lại với nhau đó cả nhà. Rồi bây giờ em lại tiếp tục đợi cho cái bánh này hơi se cứng bột lại. Em lại cho tiếp một muỗng bánh bắp khác vào em chiên. Khi chiên bánh bắp thì cả nhà nhớ trở đều cả hai mặt bánh nha, để cho hạt bắp của mình được chín đều. Và mình sẽ chiên bánh cho đến khi mà bánh có màu hơi vàng, hơi bắt đầu ngã vàng thôi cả nhà. Mình không chiên cho bánh vàng giòn nha. Vì nếu mà cả nhà chiên lâu quá và để cho bánh vàng giòn luôn thì phần bắp này sẽ rất là cứng. Mình chỉ cần chiên cho bánh hơi ngã vàng thôi thì khi ăn cả nhà sẽ cảm nhận là hạt bắp rất dẻo, rất ngon. Đây, bánh bắp của mình chiên như thế này là đã vừa rồi đây cả nhà. Em sẽ vớt bánh ra và mình sẽ để bánh lên giấy cho thấm bớt dầu. Khi ăn bánh bắp chiên giòn thì cả nhà có thể chấm với chút tương ớt, tương cà hoặc là nước tương tùy thích nha. Nhưng mà đối với riêng em thì em thấy là ăn không thôi món bánh bắp này cũng đã rất ngon rồi ạ.
Xin mến chúc cả nhà làm bánh bắp thành công. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo nhé.